Quang Hải góp công trong chiến thắng của Pobe. Tối 12 tháng 2, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đá phạt góc kiến tạo bàn thắng, góp phần giúp Pobe đánh bại Stade Montois với tỷ số 4-0 ở giải hạng Nam Pháp. Quang Hải không được đăng ký thi đấu khi Po FC làm khách của Grenoble phút tại vòng 23 Ligue 2 hôm 11 tháng 2, hòa 1-1. Thay vào đó, tiền vệ Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp ra sân ở đội Pobe trong cuộc tiếp đón Stade Montois ở vòng 15 giải hạng Nam Pháp. Quang Hải được huấn luyện viên xếp đá hộ công phía sau tiền đạo Mayron Jock trong sơ đồ 4-3-2-1. Cựu tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội chơi trọn 90 phút và thể hiện khá ấn tượng. Phút thứ 5, từ quả đá phạt góc của Quang Hải, thủ môn của Grenoble phút đẩy ra nhưng bóng đến đúng vị trí của Nathan Monzango và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Pobe. Phút 26, Pobe chơi với 10 người khi tiền đạo Mayron Jock nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, Stade Montois không tận dụng được lợi thế này và sau đó cũng rơi vào cảnh tương tự khi hậu vệ Nicolas Almeida Tulo bị truất quyền thi đấu ở phút 38. Sang hiệp 2, Pobe tiếp tục làm chủ thế trận và ghi liên tiếp 3 bàn nhờ công của Buslahem phút 55, Nicolas Depec phút 73 và Sonny Dizet phút 59 để ấn định chiến thắng 4-0. Chiến thắng này giúp Pobe vươn lên đứng thứ 3 tại giải hạng Nam Pháp với 25 điểm, ít hơn đội đầu bảng Lyon 7 điểm. Quang Hải gia nhập Po FC hồi tháng 6 năm 2022 với bản hợp đồng 2 năm. Anh đã được ra sân 11 lần tại Ligue 2, trong đó có 2 trận đá chính, gặp Dijon vòng 2 và Le Havre vòng 3. Tiền vệ tuyển Việt Nam ghi được một bàn thắng trong trận hòa 2-2 trước Rodez sau khi vào sân từ ghế dự bị hôm 8 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, điều này không đủ giúp anh chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Tholot. Kể từ khi Po FC chuyển sơ đồ 4-2-3-1 sang 3-5-2, Quang Hải thường xuyên phải ngồi dự bị. Ở hai trận gần nhất của Po FC tại Ligue 2, tiền vệ Việt Nam đều ngồi ngoài. Lần gần nhất anh được ra sân tại đấu trường này trong trận Po FC hòa 2-2 trước NEC ở vòng 20 hôm 28 tháng 1. Tiền vệ sinh năm 1997 vào thay người ở phút 92 và chưa chạm bóng đã hết giờ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.